Hello, xin chào các bạn, lại là Bình Minh đây, là người chia sẻ Canva đỉnh nhất thành phố biển Nha Trang đã comeback trở lại đây. Lâu quá rồi mình chưa làm một video nào mới về Canva cả, thì ngày hôm nay mình sẽ làm lại một cái video nó khá là cũ, cũ rích, xưa như trái đất rồi. Nhưng mà cũng khá là nhiều bạn cần, đó là chúng ta sẽ chuyển những cái thiết kế trong một cái nhóm cũ sang một cái nhóm mới, nó sẽ như thế nào. Thì Canva nó không có chức năng này, mặc định khi mà chúng ta tạo tài khoản Canva thì nó sẽ lưu trữ vào nhóm cá nhân của chúng ta. Sau đó chúng ta thường hay vào một số nhóm nào đó đã được hưởng Canva Pro, Canva Edu gì đó. Rồi một ngày đẹp trời chúng ta bị mất cái Canva Edu này và chúng ta muốn chuyển tất cả những cái thiết kế mà nằm trong cái nhóm đó về một cái nhóm khác để chúng ta có thể tiếp tục sử dụng. Đây mình ví dụ ha, đây là một cái nhóm mà mình trước mình dùng Canva Pro nhưng mà giờ không gia hạn nữa, mình dùng nhóm khác. Thì ngày đây là nhóm minhduy.vn ha, mình sẽ chuyển qua nhóm Minh Duy Solution đang có gói Edu ha. Đấy, còn đây hai cái nhóm là hồi mới vào nghề mình vào một vài nhóm nhưng mà hiện tại thì đã bị mất hết Edu rồi ha. Bây giờ chúng ta bước thứ nhất là chúng ta phải lấy tất cả các thiết kế mà chúng ta cần để chuyển qua ha. Thì mình sẽ lựa những cái thiết kế nào mà mình cần, chẳng hạn ví dụ mình cần một cái thiết kế nào đó, đây rồi ha, mình bấm phải chuột ha, nào mình bấm trái chuột vào cái dấu ba chấm nha. Với cách này thì chúng ta không thể di chuyển nhiều thiết kế cùng một lúc được, mà chúng ta có thể di chuyển từng cái một thôi. Giờ mình muốn lấy hai cái này, mình bấm phải trái chuột, mình chọn ha, share rồi. Share rồi, xem là ở đây thì chúng ta chỉ chọn cái là anyone with link ha, anyone with link. Thì các bạn có thể chọn là can edit, can view, can comment gì đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ bấm chọn là can edit nha. Can edit là mình copy link ha. Rồi cái link này mình lưu vào một cái file nào đó. Rồi ok. Tương tự tới cái link cái thiết kế tiếp theo. Mình muốn lấy cái này. Mình guess ha. Cái này là từ cái bạn khác cho nên không có lấy được, là xem nó rồi. Ok, mình lấy cái thiết kế này, chúng ta chọn share ha. Rồi tương tự chúng ta chọn anyone with link, can edit, mình copy link. Rồi, mình sẽ có cái link thứ hai. Rồi tương tự là mình có hai thiết kế rồi đúng không? Rồi tiếp tục thiết kế thứ ba nè, đây tiếp tục chọn share, đây anyone with link, can edit, copy link. À, ví dụ rồi lần lượt đó, các bạn tiếp tục làm lần lượt với tất cả những cái thiết kế mà các bạn cần ha. Ở đây thì mình chỉ demo khoảng cỡ ba cái thôi. Rồi sau khi có ba cái rồi thì sao? Bước tiếp theo là các bạn phải chuyển nhóm, chúng ta chuyển qua cái nhóm mà chúng ta đang có gói Edu đó, đóng này này hả, có Edu đây, chúng ta có gói Edu đây. Rồi, ok. Rồi, công việc tiếp theo chúng ta là khá là đơn giản thôi. Chúng ta copy cái link này ha. Copy. Ta dán vào. Ok. Xong. Đó, chúng ta đã có thể có thiết kế này rồi. Chúng ta tiếp tục edit rồi. Tương tự chúng ta copy cái này. Ok. Rồi. Tiếp tục. Enter. Rồi. Nó new year. Rồi, cái thứ ba. Nè ha. Rồi như vậy các bạn thấy này, chỉ ít phút thì chúng ta đã có thể chuyển thiết kế qua một cái nhóm mới rồi. Thực ra nó là cái tính năng chia sẻ thiết kế thôi chứ không có gì phức tạp cả, nhưng mà mình muốn làm rõ cái chuyện mình chuyển giữa các nhóm thôi. Để đơn giản thì để mình chuyển cái nhóm này tên khác ha, sẵn tiện đổi luôn cho nó khỏi trùng. Đưa đi cho nó khỏi trùng. Rồi đó, bây giờ cho mình vào mình xem thiết kế ha, mình vào mình xem thiết kế rồi các bạn thấy rồi. Đây. Nó sẽ nằm trong này cho chúng ta, là recent design này của chúng ta đây. Như vậy thì chúng ta đã có thể chuyển thiết kế qua rất là nhanh rồi. Nếu mà các bạn làm theo hướng dẫn này có vấn đề gì thì có thể liên hệ bên mình để được hỗ trợ ha. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.